Vẻ đẹp lung linh của ánh trăng rằm mãi mãi thu hút nhân gian, nhắc nhở về nàng hằng Nga từ ái, yêu kiều, cùng các vũ điệu trác tuyệt của tiên Nga nơi cung quản. Kính mời quý vị thưởng thức đôi chút không khí thiên tiên qua một vũ khúc do hội viên chúng tôi trình bày.
Quý khán giả Thanh Nhã, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay. Tiếp theo là ảnh hưởng của ánh trăng tới đời sống của các bạn thú. Ngay sau tin đáng chú ý, nguyện xin đức hạnh bên trong và lòng nhân ái vốn có của quý vị mãi chiếu sáng rực rỡ. Xin kính chào tạm biệt. Graceful viewers, thank you for joining us in today's program. Up next is Effects of the Moon on Animals, right after noteworthy news. May your inner virtue and inherent kindness shine forth ever brilliantly. Farewell for now. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Accese suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/AJAR. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/AJAR. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-AJAR. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/AJAR. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/AJAR. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule మరియు suprememastertv.com/AJAR.